Cô chào tất cả các em. Trong giờ chính tả hôm nay, các em sẽ viết bài chính tả Lương Ngọc Quyến và làm bài tập về cấu tạo vần. Lương Ngọc Quyến là nhà yêu nước. Ông sinh năm 1885, mất năm 1917. Tấm lòng kiên trung của ông được mọi người biết đến. Tên ông nay được đặt cho nhiều đường phố, trường học ở các tỉnh. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu. Các em cùng theo dõi trên màn hình, đọc thầm theo cô nhé. Lương Ngọc Quyến. Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can, nuôi ý chí khôi phục non sông. Ông tìm đường sang Trung Quốc mưu tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Ông bị giặc bắt đưa về nước. Chúng khoét bàn chân ông, luồn dây thép buộc chân vào xích sắt. Ngày 30 tháng 8 năm 1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cính lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hy sinh, nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi, theo Lương Quân. Em nào nêu những điều em biết về Lương Ngọc Quyến? Các bạn biết gì về Lương Ngọc Quyến nè? Lương Ngọc Quyến sinh năm 1885, mất năm 1917. Ông là con trai của nhà yêu nước Lương Văn Can. Ông tham gia cách mạng và bị giặc bắt giam. Ngày 30 tháng 8 năm 1917, ông được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân ở Thái Nguyên. Đó là những hiểu biết về Lương Ngọc Quyến. Các bạn có thể tìm thấy những điều này ở trong cái bài chính tả của chúng ta ha. Bên trái các bạn chính là hình ảnh của Lương Ngọc Quyến và bên phải chính là hình ảnh là Lương Văn Can, cha của Lương Ngọc Quyến. Trong bài này, các em cần lưu ý các từ khó, dễ viết sai sau đây. Từ thứ nhất, Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can. Thì hai từ này thì các bạn lưu ý để tên riêng chúng ta phải viết hoa ha. Từ thứ ba, khoét. Và từ cuối cùng, xuất sắc. Các bạn sẽ luyện viết các từ khó này trên bảng con hoặc giấy nháp của mình nha. Bây giờ các bạn có thể nhờ bố mẹ hoặc anh chị để đọc cho mình viết bài chính tả này. Thì lưu ý khi các bạn ngồi viết, lưng phải thẳng, không tì cầm vào bàn. Các bạn có thời gian viết bài là 15 phút. Sau khi viết xong, các bạn sẽ lấy bút chì tự do soát lỗi của mình. Chúng ta bước qua phần bài tập. Bài 2, ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau. A. Trạng nguyên trẻ tuổi nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi. Thì các bạn thấy ở cái bài 2A, những tiếng in đậm là Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền và khoa thi. Thì tiếng trạng có vần an, tiếng nguyên có vần uyên, tiếng nguyễn cũng có vần uyên, tiếng hiền có vần yên, tiếng khoa có vần oa và tiếng thi có vần y. Câu B, làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, xã Hải Dương, 36 tiến sĩ. Thì chúng ta thấy có những tiếng in đậm là làng Mộ Trạch và huyện Bình Giang. Làng có vần an, mộ có vần ô, trạch có vần ách, huyện có vần uyên,
Bình có phần in và Giang có phần an. Các bạn dựa vào đây để sửa bài của mình nha. Sau khi làm bài 2 xong thì các bạn nêu mô hình cấu tạo tiếng. Bạn nào nhớ nè. Mô hình cấu tạo tiếng là gồm có âm đầu, vần và dấu thanh. Các bạn nhớ cái này nha. Vậy còn vần có cấu tạo là gì? Cấu tạo vần gồm các bộ phận âm đầu, âm chính và âm cuối. Chúng ta bước qua bài 3. Ghép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo dưới đây. Tiếng, vần, âm đệm, âm chính và âm cuối. Thì tiếng trạng có âm chính là âm A, âm cuối là âm ng. Tiếng nguyên có âm đệm là âm U, âm chính I, E, âm cuối N. Tiếng nguyễn âm đệm U, âm chính I, E, âm cuối N. Tiếng hiền âm chính I, E, âm cuối N. Qua đó các bạn thấy phần vần của tất cả các tiếng đều có âm chính. Ngoài âm chính, một số vần còn có thêm âm cuối và âm đệm. Âm đệm được ghi bằng chữ cái O hoặc U. Có những vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối. Trong tiếng, bộ phận quan trọng không thể thiếu là âm chính và thanh. Sau khi học xong, các bạn sẽ ôm lại cấu tạo tiếng và phần. Cô xin lỗi, cấu tạo tiếng và vần. Chuẩn bị bài nhớ viết thư gửi các học sinh. Học sinh học thuộc đoạn viết từ sau 80 năm rời nô lệ đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Cô chào các bạn học sinh.